Tôi xin giới thiệu cái sáng chế của chúng tôi, đó là Metro STC hay là Metro Đường Thủy. Sáng chế này đã được Việt Nam đăng trên công báo số 54266 và Hoa Kỳ chứng nhận số 403230. Bây giờ xin báo cáo về lợi ích của cái sáng chế này. Sáng chế này có tên là phương tiện giao thông hiện tại công cộng số lượng lớn Metro STC 1 triệu đô trên 1 km. Về thứ nhất là chi phí xây dựng 1 triệu USD trên 1 km, nếu có nguồn thu do quảng cáo có thể thành 0 USD trên 1 km. Và thứ hai là phát triển hạ tầng giao thông bền vững ngay cả khi nước biển dâng cao thêm 1 m. Thứ ba là hết ùn tắc giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Thứ bốn là tạo cảnh đẹp văn minh hiện đại. Năm là phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long. Để tiếp theo, biến nhược điểm của Metro hiện nay thành ưu điểm. Có nghĩa là không tốn nhiều triệu USD do làm đường riêng. Metro STC chạy trên sông kinh rạch có sẵn, nên chi phí xây dựng chỉ 1 triệu USD trên 1 km và sẽ giảm còn 0 USD trên 1 km nếu có nguồn thu do quảng cáo. Đến nữa là giá vé rất cạnh tranh vì chi phí xây dựng ban đầu và chi phí hoạt động đều thấp. Đến nữa là tạo cảnh đẹp quy hoàng, văn minh hiện đại, nhất là về đêm với hệ thống chiếu sáng. Rồi bây giờ là tại làm sao mà cái sáng chế này đạt các cái lợi ích đó, là về phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động đấy, của nó là như Metro hiện nay chạy trực tiếp bằng Metro điện, nó cũng giống như Metro hiện nay chạy trực tiếp bằng Metro điện vậy. Không cần ắc quy điện được cung cấp bởi các cột điện chạy dọc theo đường riêng, nhưng khác ở chỗ không cần bánh xe thé, không cần đường dây, chỉ cần motor quay chuyên dụng, nên chi phí xây dựng ban đầu và chi phí hoạt động thấp. Motor càng lớn chạy càng nhanh, điều này khắc phục những điểm lớn là chạy chậm của giao thông thủy. Có nghĩa là cũng giống như Metro kia thôi, nhưng mà ta khắc phục của nó, ta tận dụng cái lợi ích của nó là miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long là có sông Kinh Rạch có sẵn 10 mấy ngàn km, ta chạy trên đó chứ tội gì mà phải làm đường kia chứ, nó quá tốn kém về thời gian, công sức, tiền của rồi để có mặt là đủ thứ các cách. Bây giờ công nghệ mới này gồm có hai loại, thứ nhất là loại xây dựng trên đường thủy rộng và trung bình, thì nữa là ở xây dựng trên đường thủy hẹp. Công nghệ Metro STC trên đường thủy rộng và trung bình, cái này giờ nó nói về cái công nghệ này mà trên đường thủy rộng và trung bình nha, là cột có đường ray thép ở trên cung cấp điện và dẫn đường cho tàu. Phần này thì là cột đặt gần hay xa bờ thì được, yêu cầu sao cho lúc mực nước thấp nhất tàu vẫn không chạm đáy, cách khoảng 50 m đặt một cột. Cột thẻ ra hai phía kết mỗi cột một đường ray thép, thuận tiện cho cả hai đoàn tàu chạy hai phía của cột, thì tất nhiên là những cột này phải có bảo vệ, có những cái rào cản bảo vệ để mà xà lan nó chạm được hay là không cho xà lan chạy vào đây là gì đó, thấy không? Có nghĩa là phải tạo an toàn cho các cột. Rồi đoàn tàu và thiết bị trên tàu, tàu có 4-8 toa, chức năng lái đặt ở toa đầu và toa cuối, sức kéo nhờ hệ chuyển động biến tần động cơ điện xoay chiều ở các toa. Tàu có toa chở hành lý thoải, kể cả xe hơi để tàu thuận tiện thoải mái nhất cho hành khách. Đấy, tàu thoải mái vì cái cạnh tranh như cái vấn đề mà xe gắn máy cá nhân đó, nó phải tiện lợi hơn, phải ít tốn kém hơn thì người ta mới sử dụng. Rồi hệ thống cung cấp điện và dẫn đường cho tàu bao gồm các cột điện trên có đường ray thép dẫn điện và dẫn đường cho tàu. Trên tàu có những dây cần co giãn một chiều luôn tiếp xúc với đường ray thép, ngay cả khi tàu lên cao hay xuống thấp theo mực nước, rồng nước lớn. Ngoài ra nhờ co giãn theo một chiều cao thấp nhưng không nghiêng phải hay trái, nên nó còn giữ cho tàu không bị lệch ra ngoài. Cái này thì nước ngoài sòng mô tô bay mà lôi treo á, nó vừa dẫn điện cho tàu mà lại là vừa dẫn hướng người cho tàu.
công nghệ metro trên xe trên đường thủy hẹp hay trên đường nhật, hai loại mà phải là cái đường rộng trung bình với đường thủy hẹp thì tương tự như đường thủy rộng nhưng cột chỉ đưa ra một phía cho một cột tạo cảnh. Rồi bây giờ các cái hình ảnh mà mô tả này thấy là đường như này, cái đường nó vừa dẫn được cột đó nè, vừa dẫn điện mà vừa dẫn đường. Đấy, nhưng mà cái anh này anh chạy trên không gió là cái cột mình phải thiệt giữ chắc để mà chịu đựng cho anh thật lớn. Còn của công nghệ của chúng tôi thì là nó chạy mặt nước, có cả mặt nước đấy nó rồi thành ra cái này anh này là cái cột rẻ hơn, đơn giản hơn, nhỏ hơn nhiều, chỉ là dẫn hướng dẫn đường thôi, dẫn điện thôi nè nè. Đấy, những cái cột này là ở ngoài biển các công ty điện lực họ làm mà dẫn đưa điện ra ngoài biển nè. Đấy. Đấy, còn mình nhỏ hơn nha, nhỏ hơn tại vì của mình nằm ở trên sông kinh rạch thôi, nhỏ hơn thấp hơn đó. Đó là cái cảnh mà nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh nè thì cái người ta làm một đoạn mẫu á thì đi từ Kinh Tẻ đầu này là ở cầu Tân Thuận á, dưới cầu Tân Thuận đi dọc theo Kinh Tẻ từ đâu ra tới Bến Bình Đông rồi tới Bến Phú Định, đó là ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra thì ra nữa xuống dưới nè. Cái này là ở Đồng Nai, ở Đồng Nai thì ở cầu mới đi biết ra tới ngoài cầu Đồng Nai nè, thấy không? Rồi còn dưới là Bình Dương thì ngay chứ sao chợ Bình Dương á có cái đập đi biết là đi chạy suốt ra tới Lai Thiêu rồi nếu cần chạy về thành phố Hồ Chí Minh luôn, bỏ miền Tây nè. Đó bây giờ là cái quan trọng nhất là miền Tây này, là cái khâu mà vận chuyển mở đường xá rồi từ thành phố Hồ Chí Minh lên miền Tây rồi lên xuống á. Thì bây giờ nãy là ở ta đi theo cái con đường mà của Nghiệp Thương Hồ hồi xưa người ta dính đi đấy, tất cả sản phẩm hàng hóa từ miền dưới ta đưa lên thành phố Hồ Chí Minh ta tiêu thụ à, thì bây giờ nãy là thường thường là họ đưa lên chỗ mà chỗ kêu bằng chỗ Bến Tông Cái Tuyết á, cái tàu Kinh Tẻ với cầu Tân Thuận á. Đó thì bây giờ ở trên này ta đã làm xong lên, nếu thành phố Hồ Chí Minh đã làm xong tới Bến Phú Định rồi đó, thì bây giờ sẽ cắt những miền dưới đi xuống dưới tất cả bao luôn, đi thẳng theo cái đường mà đã có sẵn rồi, cái thang kim đặt mà Nghĩa Thương Hồ đã dẫn đi lên và đưa hàng hóa lên xuống á. Đó chi phí xây dựng nó rất là rẻ, thành ra làm cái này không có tốn kém gì nhiều hết trơn á. Thì cụ thể là bây giờ phương án kỹ thuật để làm một đoạn mẫu á, thì làm một đoạn dài 1000 mét gồm các cột điện hai nhánh, mỗi cột cách nhau 50 mét, khoảng 5 mét chỗ dành cho tàu băng qua lại thì cần cao hơn. Đấy, thì cái này là có chỗ nào quy định cho tàu băng qua thôi, hay là muốn băng qua cũng là chỗ nào cũng được nha, khi mà băng qua băng lại chỗ này đó, trên lộ trình này đó. Đoạn này là khởi đầu tuyến 1, tức là thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm nhiều tuyến, nhiều kinh rạch mà, chứ không phải là chỉ có một thôi. Từ đầu Kinh Tẻ quận 4 đến Bến Phú Định quận 8 dùng loại trụ đặt trên kênh chỗ phù hợp có hai đường tàu. Ngoài mục tiêu tạo công nghệ mới, phương tiện giao thông hiện tại công cộng làm giảm ùn tắc giao thông nội đô, giảm giá thành vận tải hàng hóa để tăng sức cạnh tranh nhờ phí vận chuyển rẻ, còn tạo cảnh quan đẹp lạ mắt lên thiết kế các trụ cung cấp điện và dẫn đường nằm khoảng giữa sông hay chỗ khi nước thấp nhất tàu vẫn không chạm đáy, cần trang trí kết hợp đèn hoa phun nước đẹp nhất là về đêm. Sau này có tuyến 2, 3 hay các tuyến nhánh trên kinh nhỏ hẹp hơn thì dùng loại cột đặt gạch tại gần bờ chỉ có một đường tàu. Đấy, những chỗ nào mà đường hẹp toa kéo thì nó nằm ở hai đầu, tức là có hai loại trên sông kinh rạch rộng và loại hẹp, thấy không? Giai đoạn 2 làm đoàn tàu gồm nhiều toa chở người, toa chở hàng hóa, toa chở xe đạp, các máy xe hơi, tạo thuận lợi nhất cho người sử dụng. Tàu chạy bởi motor điện làm quay chân vịt trên tàu kéo như metro, ngoài ra còn làm bến bãi cho khách lên xuống. Việc làm này không khó, chi phí xây dựng thấp, đạt được nhiệm cao nên sau này thực hiện tuyến nối tiếp từ Bến Phú Định thành phố Hồ Chí Minh về Long An rồi Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau không khó. Tàu chạy nhanh, giá vé rẻ,
nhiều người thích đi lợi nhuận kích thích, nhiều nhà đầu tư làm người đến đâu sinh hoạt, làm người dân phát triển đến đó. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh thì không phải là một cái tiếng đó đâu nha, thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều sông kinh rạch, có thể là sau đó là làm nhiều thứ để mà giải quyết vấn đề tắc giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Rồi bây giờ tới phương án kinh tế, làm một đoạn mẫu thấy rõ lời nhiều nhà đầu cắt và đầu tư khác cùng nhau làm đến hoàn thành. Cái dự án này đó, dự án tổng thể toàn bộ này đó, thì cái này là phương án kinh tế này là theo tạm tính của công ty tư vấn xây dựng giao thông, có thể cộng trừ giao dịch giá, có nghĩa là tạm tính chung thôi nha, chứ còn nếu mà đi vào chi tiết đó, thì là phải có một cái bài riêng ha. Nó tổng thể thôi, phần chia ra là phải nâng vào giai đoạn 1, chi phí là mẫu 1.000m gồm 20 cột cách nhau 50m dẫn điện và dẫn đường cho đoàn tàu, ước tính là 4 tỷ do so sánh với chi phí làm các cột trên biển dẫn điện từ đất liền ra đảo Hòn Tre Kiên Giang 13.000m, chi phí 52 tỷ. Đó, cái này là ta so sánh với cái chi phí mà làm trên biển ra dẫn điện ra đảo Hòn Tre đó, Kiên Giang đó, từ trong phòng đất đi ra. Rồi bây giờ giai đoạn 2, chi phí làm đoàn tàu là 4 tỷ. Tại vì cái này cũng rẻ thôi, là tại vì trong nước là hoàn toàn làm được. Chi phí làm bến bãi 8 tỷ. Đây bây giờ phát sinh là 6 tỷ. Cái này mà bây giờ phát sinh có nhiều hơn một chục lần cũng chẳng sao, nó cũng còn lời rất là nhiều. Kết luận, đối với người sử dụng rất thích hợp nhờ giá vé rẻ, tiện nghi, rộng rãi, thoáng mát, nhanh chóng hơn đường thủy hiện nay, kể cả đường bộ, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, người dân sống sinh hoạt đi lại và sản xuất bên hai bờ sông kinh rạch từ ngàn xưa đó. Ví dụ như họ sẵn lòng trồng lúa, ruộng lúa ở trong sông kinh rạch, giờ họ chở lúa ra tỉnh, ra huyện để họ bán đó, thì nhờ những cái này. Đối với nhà đầu tư, nhiều người sử dụng bền vững, phí đầu tư ban đầu, chi phí hoạt động, phí bảo trì đều thấp, chi phí tổng cộng trung bình khoảng 22 tỷ, tương đương 1 triệu USD, có thể thu lại 2 triệu USD trong thời gian ngắn. Đó, bây giờ tiếp theo là cái phần là mô hình. Nãy là kêu cứ nói về cái mô hình minh họa rõ. Đấy, thấy sợ cái mô hình là ta biết ngay được. Bây giờ đường rộng, đường sông Kinh Rạch nào mà nó rộng thì chúng ta làm trụ hai bên nè. Đấy, hai đoàn tàu chạy tới, đoạn này chạy lui, hai đoạn đó, ngược lại. Thấy không? Đó là trên sông Kinh Rạch rộng và trung bình. Đó, thì nó như vậy. Rồi bây giờ nếu mà cái Kinh Rạch mà nó hẹp thì chúng ta làm một cái cột thôi, làm sát ở bờ, gần bờ. Đấy, rồi đây nè, nó chạy cái cột này dẫn điện nè, cung cấp điện là dẫn đường nè, tàu chạy nè. À, tàu chỉ một đoàn thôi nha, tại vì cái chỗ này Kinh Rạch này nó hẹp. Thấy không? Sát bờ của anh này là giữa hai bên. Rồi như vậy là xong. Thì chấm dứt. Thì xin cảm ơn các vị đã xem cái video của chúng tôi.